Thưa quý vị, nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt. Đây là một trong những quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đề án chuẩn hóa lực lượng thu gom rác dân lập và trực tiếp quản lý công tác thu chi tiền rác thông qua ứng dụng rác. Dù chỉ mới triển khai, tuy nhiên cũng gặp phải rất nhiều những phản ứng từ những đơn vị thu gom rác. Các đơn vị này thì cho rằng việc triển khai thực hiện thu tiền rác qua ứng dụng là chưa sát với thực tiễn và từ đó sẽ xuất hiện nhiều bất cập cũng như làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thu gom rác. Không bằng lòng với việc thu tiền rác qua app, ngày 2 tháng 7 vừa qua, gần 370 công nhân là những người làm việc tại các đơn vị thu gom rác trên địa bàn quận Bình Tân đã viết đơn kiến nghị gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đề nghị hủy bỏ đề án nâng cao chất lượng thu gom rác của quận Bình Tân và duy trì lại cách vận hành như trước đây. Chúng tôi đi làm, rồi mà người khác lấy tiền qua chúng tôi không có thỏa mãn, cực khổ mà, chính như là cực khổ quá thì chúng tôi đi được đồng tiền chúng tôi xứng đáng nên lấy. Nhưng mà ví dụ như qua app không biết tới đó, nhờ tới phường không biết tới chừng nào mà chúng tôi được tiền. Đóng tiền qua app như vậy em bức xúc như vậy nè, lỡ như đó, cái hàng tháng người ta 20 tay thôi tới 30 tay đóng app, mà lỡ tới nửa tháng ta đi rồi sao? Mà những rác trời ông phát sinh nó ra rồi ai đóng tiền có phản đó. Lúc trước chưa ra cái đề án thì ra bắt chuyển đổi phương tiện. Tụi em từ một cái chiếc xe thô sơ đi làm rồi chuyển qua xe tải. Tụi em đã bỏ ra một số tiền rất là lớn. Có nhiều người là phải vay, phải mượn, cầm cố ngân hàng vay nóng rồi đó để chuyển đổi phương tiện đạt chuẩn để đi gom. Thì vừa chuyển đổi mới được 2-3 năm nay thì bây giờ lại nói ra một cái đề án là bắt lên xe F11 tấn mới đạt đủ điều kiện để đi về Đa Phước. Nhưng mà bây giờ anh thử nghĩ đi, cái dân làm rác thì ai mà có được cái chiếc xe F đó. Đề án nâng cao chất lượng thu gom và vận chuyển rác tập trung vào hai mục tiêu chính là nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom rác và minh bạch trong thu tiền vận chuyển thu gom. Trong đó, quận Bình Tân thay đổi phương thức thu tiền từ thủ công sang sử dụng bằng app công nghệ thông tin. Việc thu tiền qua ứng dụng này sẽ giúp chủ động trong việc đóng tiền rác. Các đơn vị thu gom không tốn nhân sự đi thu tiền hàng tháng. Đồng thời, việc này cũng giúp cho cơ quan nhà nước thuận tiện hơn trong quản lý. Khi mà triển khai qua ứng dụng thì người dân cũng sẽ nộp tiền một lần trên cái ứng dụng đó, bao gồm tiền thu vận chuyển và tiền thu gom. Thì tiền vận chuyển của tiền thu gom của các đơn vị thu gom thì sau khi đối soát kiểm tra dữ liệu thì sẽ được tách ra để chuyển về cho đơn vị thu gom. Và tiền vận chuyển thì phường cũng sẽ sử dụng để chi trả cho các đơn vị vận chuyển. Việc triển khai thí điểm đề án trên là quyết tâm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những phản ánh của các đơn vị thu gom rác, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân xem xét giải quyết các khiếu nại trên theo đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 7 năm 2024.